Chào tất cả các anh chị thân mến. Thì có rất nhiều anh chị đặt cái câu hỏi cho tôi là làm sao để có thể ghi chép được cái nhật ký giao dịch và cách ghi chép như thế nào. Thì thực ra chia sẻ với các anh chị luôn là đây là một cái quá trình các bạn cần phải hoàn thiện bản thân, quá trình các bạn thực sự rất là nghiêm túc vào trong cái việc giao dịch và các bạn ghi lại những cái là việc các bạn làm tốt, những cái việc các bạn làm chưa tốt. Thì chia sẻ với các anh chị luôn là trên đồ thị thì các bạn thấy là có muôn hình vạn trạng. Và để có thể làm sao lựa chọn những cái mẫu hình đẹp, lựa chọn những cái mẫu hình có xác suất thắng cao, thì buộc lòng các bạn cần phải thống kê lại theo một cái thời gian. Thì ở đây là một cái bài học trong cái khóa học Build Your Trading System. Tức là cái khóa học này là nó bao gồm cái việc là các bạn sẽ xây dựng cho mình một cái hệ thống giao dịch và các bạn làm gì? Ghi chép nhật ký giao dịch. Thì tôi mượn một cái bài học trong cái khóa học này để tôi chia sẻ với các bạn và tôi mong muốn rằng là các anh chị phải thực sự là thực hành, các bạn làm nó. Thì khi mà các bạn thực sự là chịu khó ghi chép lại cái nhật ký giao dịch thì tôi khẳng định luôn là các bạn sẽ hạn chế được những cái thua lỗ không đáng có. Và dần dần các bạn sẽ cải thiện được cái kết quả giao dịch của các bạn theo một cái chiều hướng tích cực. Thì tôi chia sẻ cái bài học này thì cũng mong muốn là các anh chị học được một cái điều gì đó để có thể giúp ích được cho cái việc các bạn giao dịch. Vì tôi chỉ nói với các bạn như thế này nè, không có chuyện mà các bạn vào trong cái thị trường này mà nó đơn giản đó các bạn. Thì có một bạn đặt câu hỏi với tôi như thế này các anh chị nè, em là người mới, mới tham gia vào thị trường được một tháng thì nên bắt đầu từ đâu ạ? Và khi học xong có được vào nhóm để anh cho kèo spot hàng ngày không ạ? Thì tôi chỉ nói với các anh chị là những anh chị mà đã follow trên cái kênh YouTube Tuệ Trading trong một cái thời gian rất là dài thì các bạn biết là tôi không có chia sẻ kèo cọt gì trên này hết á. Thì trên kênh YouTube này các bạn thấy là tôi chia sẻ về các bạn cái cách làm thế nào các bạn có thể đi dài hạn với trading, làm thế nào các bạn có thể có được cái kỹ năng phân tích giống như tôi đang chia sẻ với các bạn. Thì tôi nói các bạn cái cách mà tôi làm cái kênh YouTube Tuệ Trading này nó sẽ như thế này các anh chị này. Tôi sẽ chỉ cho các bạn cái cách mà các bạn câu cá, tôi sẽ cho các bạn cái cần câu, tôi cũng chỉ cho các bạn cái chỗ nào các bạn câu có cá, chứ tôi không cho con cá các bạn. Bởi vì quy tắc các bạn biết là nếu mà tôi cho các bạn con cá thì các bạn sẽ ý lại lắm. Và hôm nào có cá ăn thì các bạn ăn, hôm nào mà tôi không cho các bạn con cá thì các bạn đói. Thì đó không phải là một cái cách làm bền vững các bạn. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là trong trading các anh chị nó không phải giống như cái việc là câu cá đâu. Bởi vì các bạn biết là trong này cái kỹ năng xử lý rất là quan trọng. Nếu các anh chị thực sự hiểu về cái việc trading là cái cuộc chơi của xác suất thống kê thì các bạn biết sẽ có những cái lệnh giao dịch mà chắc chắn rằng là sẽ thua lỗ. Thế thì nếu các anh chị không có kỹ năng xử lý thì khi những cái lệnh đúng thì không sao. Nhưng khi mà rơi vào trong trường hợp một cái lệnh thua lỗ, các bạn không biết xử lý thì bao nhiêu cái lệnh thắng trước đó thì nó không có ý nghĩa gì cả các bạn. Tôi đã đi trong thị trường này nhiều năm, chứng kiến rất nhiều câu chuyện rồi. Nên đó lý do tại sao các bạn thấy là tôi làm cái kênh YouTube Tuệ Trading này nó sẽ khác biệt với là những cái kênh YouTube khác. Các bạn thấy trên này tôi không có một quảng cáo cho bất kỳ một cái sàn giao dịch nào. Trên này cũng không có quảng cáo cho bất kỳ một cái dự án crypto nào cả. Thì có khi nào các bạn đặt câu hỏi là tại sao lại như vậy không? Thì tôi nói các anh chị luôn là mong muốn của tôi là sau này tôi cũng muốn để lại một cái gì đó các bạn. Để làm gì? Giúp được cho các anh chị một cái điều gì đó cũng là cái niềm vui của tôi rồi. Thì bên cạnh cái việc đầu tư, bên cạnh cái việc là mình giao dịch thì mình cũng mong muốn là có một cái nơi chia sẻ với các bạn. Thì tất nhiên tôi nói các bạn cái lĩnh vực này nó không phải là cái kiểu là vào để cho vui, vào để thử cho biết, mà nó đòi hỏi các anh chị phải thật sự nghiêm túc các bạn. Còn nếu các bạn chỉ vào hời hợt, nếu các bạn chỉ vào cho vui thì tôi khuyên các bạn luôn là các bạn đừng nên vào trong thị trường này. Giống như có rất nhiều anh chị, các bạn có rất nhiều những cái lý do. Ví dụ như là em không có thời gian, hoặc là em việc này việc kia ABC đủ cả. Thì nếu mà các anh chị không có thời gian thì tốt nhất các bạn đừng nên vào trong thị trường này. Còn nếu các bạn thực sự mà vào đây thì tôi nói các bạn là các bạn cần phải học tập, đào sâu, dành rất nhiều thời gian cho đó các bạn. Còn nếu các bạn nói là hàng ngày các bạn đi làm, các bạn không có thời gian ở nhà để mà phân tích rồi tìm tòi học hỏi thì tốt nhất hãy nên rời khỏi thị trường. Đây không phải là nơi dành cho các bạn.
Còn nhiều anh chị cứ nói là bỏ tiền ra, xong rồi để vào nhóm để đợi tôi xe kèo. Trong này không có các bạn. Tôi không có làm ra những cái group xe kèo đâu. Tôi là đây là một cái nơi mà tôi chia sẻ cho các bạn là gì? Tôi sẽ giúp cho các bạn biết cách câu cá. Tôi chỉ cho các bạn cái chỗ câu. Tôi cho các bạn cái cành câu. Và cái cách của các bạn là sẽ tự kiếm được cá. Thì để có thể làm được điều này, không thể nào trong một sớm một chiều được. Nên là tôi nói điều này để cho các anh chị thực sự nghiêm túc. Thì quay trở lại với cái câu chuyện là làm thế nào để mình có thể hiểu được cái tầm quan trọng của cái việc ghi chép nhật ký giao dịch. Thì tôi chia sẻ cho các bạn cái video này để mong muốn rằng các anh chị có thể học được một cái điều gì đó nha các bạn. Hello, chào tất cả các anh chị thân mến. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học. Và trong cái bài học này, tôi sẽ chia sẻ cho các bạn hiểu được cái tầm quan trọng của cái việc ghi chép nhật ký giao dịch. Và để có thể mà giúp cho các bạn hiểu rõ hơn, thì trong này tôi cũng sẽ có một cái ví dụ cụ thể cho các bạn, để các bạn hiểu được là tại sao các bạn nên làm theo những cái thứ mà tôi hướng dẫn các bạn. Bởi vì chỉ có cái việc ghi chép nhật ký giao dịch thì những cái thứ này nó mới ăn sâu vào trong cái trí nhớ của các bạn. Và khi các bạn gặp một cái đồ thị, khi các bạn nhìn vào là trên cái chart, các bạn sẽ nhìn thấy được khả năng rất là cao thị trường nó sẽ đi theo những cái hướng như thế nào. Và các bạn sẽ có những cái cảm nhận về cái đồ thị. Thì để có thể hiểu được cái tầm quan trọng của cái việc ghi chép nhật ký giao dịch thì tôi sẽ giải thích cho các bạn một số thứ như sau. Thì các bạn lưu ý kỹ là trong trading các bạn là một cái quá trình hoàn thiện, một cái quá trình các bạn phát triển bản thân và một cái quá trình phát triển chiều sâu trong tâm thức các bạn. Thì các bạn biết để làm sao có thể phát triển được chiều sâu trong tâm thức thì không phải cái việc các bạn ngồi học, các bạn chỉ ngồi xem những cái video mà tôi hướng dẫn, mà các bạn cần phải áp dụng vào cái việc thực hành. Ví dụ như ở đây các bạn thấy là để có thể học tập tốt thì cái việc là bên cạnh cái việc các bạn học tập thì trong này nó sẽ có rất nhiều những cái bài học, đúng không? Và các bạn cần phải vào trong này, các bạn học tập đi, học tập lại nhiều lần, rồi các bạn thực hành trên cái đồ thị. Thì chỉ có khi như vậy, dần dần theo thời gian, các bạn mới thực sự là có được cái cảm nhận về đồ thị, về thị trường. Còn nếu mà các bạn không thực hành, thì tôi chỉ nói các bạn là giống như kiểu các bạn chỉ cởi ngựa xem hoa thôi. Và cái khóa học của tôi, cho dù tôi bỏ tâm huyết như thế nào, tôi chia sẻ những cái kiến thức hay như thế nào, thì nó đều vô nghĩa với các anh chị cả. Đó. Nên tôi cần các bạn thực sự nghiêm túc là vậy. Thì các bạn biết là cái tầm quan trọng của cái việc ghi chép nhật ký giao dịch, nó giúp cho các bạn nhớ lại, nó giúp cho các bạn ghi lại được những cái trạng thái cảm xúc của các bạn, những cái lệnh giao dịch tốt, những cái lệnh giao dịch chưa tốt. Và sau thời gian các bạn ngồi review lại thì các bạn sẽ thấy là một cái quá trình các bạn hoàn thiện những cái điểm nào tốt, những cái điểm nào chưa tốt. Đó. Và tôi nói các bạn là chúng ta có thể học tập được rất nhiều từ quá khứ. Các bạn có thể tránh được những cái sai lầm trong quá khứ được. Có rất nhiều anh chị các bạn không ghi chép nhật ký giao dịch, các bạn cứ lặp đi lặp lại một cái sai lầm. Tôi nói các bạn hãy quan sát kỹ đi. Có rất nhiều anh chị các bạn vẫn mắc lại những cái lỗi mà như tôi đã nhắc ở cái bài học trước, là các bạn là gì? Cứ là không đặt stop loss, hoặc là các bạn cứ kéo dài stop loss ra. Rồi là vừa kéo dài stop loss, vừa là nhồi lệnh khi mà cái trạng thái lệnh nó đang âm, đúng không? Rồi thêm nữa là vào vốn giao dịch với cái volume rất là lớn, dẫn đến cái việc là mới biến động nhẹ một xíu thôi, cháy tài khoản. Rồi thêm nữa là cái việc là giao dịch rất là bốc đồng, không có một cái hệ thống giao dịch, không có một cái tiêu chí nào cả. Thì nếu các bạn không ghi chép lại, những cái lệnh thua đó nó sẽ trôi qua rất là nhanh và các bạn cứ lặp lại. Nhưng khi các bạn có ghi chép, tôi nói các bạn là các bạn nhìn lại, các bạn sẽ thấy tại sao cái lỗi sai này mình mắc đi mắc lại nhiều lần. Trong trading thực ra khi mà hiểu sâu các anh chị, nó không phải nằm ở cái bộ công cụ chỉ báo đâu, mà cái cách các anh chị đã vào lệnh như thế nào, cái cách các bạn quản trị cảm xúc của các bạn ra làm sao, cái cách mà các anh chị là follow theo cái hệ thống giao dịch như thế nào, đó mới là cái thứ quan trọng các anh chị ạ. Rồi tiếp tục này, cái việc mà ghi nhật ký giao dịch không phải là ghi cho đẹp đó các bạn. Có rất nhiều anh chị hỏi tôi ghi làm sao cho đúng, ghi làm sao cho nó đẹp. Thì tôi nói các bạn là cái việc ghi nhật ký giao dịch để các bạn nhìn ra được những cái lỗi sai của chính mình. Không phải các bạn ghi cho ai nhìn thấy đâu. Không phải mình ghi xong rồi mình up lên Facebook cho nó đẹp, hay là đưa cho ai nhìn thấy là mình có ghi chép nhật ký giao dịch. Không phải đâu các bạn. Mà ghi để các bạn nhìn vào chính mình. Các bạn nhìn vào các bạn sẽ thấy mình bị cái lỗi sai này tuần trước.
tuần này cũng bị vậy, tuần này cũng mắc cái việc là gì, giờ SL dài ra một xíu, cũng bị cái việc là gì, nhồi lên khi mà trạng thái đang âm. Thì khi các bạn nhìn thấy cái đó một cái, các bạn sẽ biết được vấn đề, mình cần phải điều chỉnh, mình cần phải sửa đổi. Các bạn hiểu không ạ? Nên là xem lại mình trong quá khứ để biết và hoàn thiện mình từng ngày. Đó là cái mục đích của cái việc ghi chép nhật ký giao dịch. Các bạn không cần show cho ai biết cả. Cái việc các bạn làm có nghiêm túc hay không thì trong chính bản thân của các bạn biết. Nên là tôi chỉ muốn nói với các bạn là cái tầm quan trọng của cái việc ghi chép nhật ký giao dịch, nó sẽ giúp cho các bạn nhìn ra được cái lỗi sai, hoàn thiện mình từng ngày. Thì ghi lại thì bằng bút này, bằng note trên vở, bằng trên đồ thị, in trên chạc. Các bạn sẽ có cái máy in, các bạn in ra rất nhiều thứ. Thì tôi sẽ chia sẻ cho các bạn ở những bài học ở phía sau cách tôi làm như thế nào, thì các bạn sẽ hiểu được cái tầm quan trọng. Và khi các bạn ghi chép nhiều, các bạn có một cái lượng data lớn, các bạn sẽ review, các bạn sẽ là thống kê lại. Thì tôi nói các bạn là cái cách tôi làm là vừa ghi ở tập này, vừa có máy in tôi note lại trên đồ thị và tôi lưu lại ở những cái mẫu hình ở đây. Thì những cái lệnh mà thua lỗ này, những cái lệnh thua lỗ nghiêm trọng, những cái mẫu hình đẹp, các cái lệnh thắng quan trọng, thắng nhiều mình đều note lại. Rồi mình là xem là có hoàn thiện được chưa, hoàn thiện hơn nữa được không. Rồi có những cái lệnh chốt lời non đúng không? Rồi có những cái lệnh là mình né lệnh thua rất là xuất sắc. Rồi là những cái mẫu hình đẹp mình sưu tầm. Đó. Rồi mình bỏ lỡ những cái cơ hội dù mình thấy đó là cơ hội rồi. Đó. Rồi mình dời SL là như thế nào? Khi mà mình dời SL theo cấu trúc sóng về điểm huề vốn rồi thì có những cái lúc nó quét SL đó xong rồi nó tăng. Thì mình cần phải làm gì? Các bạn hiểu không? Thì trong những bài học tiếp theo tôi sẽ chia sẻ cho các bạn những thứ này rất là nhiều. Nhưng tôi muốn cho các bạn thực sự hiểu được cái tầm quan trọng của cái việc là ghi chép nhật ký giao dịch. Nó sẽ giúp cho chính các bạn cải thiện được kết quả mà các bạn không ngờ tới. Thì ở đây tôi sẽ cho các bạn thấy một cái ví dụ. Ở đây thì các bạn sẽ thấy trong cái nhóm đầu tư dài hạn chuyên sâu, thì khi mà tôi show lên một cái đồ thị thì các bạn sẽ thấy được câu chuyện là tại sao tôi có thể nhìn ra được những cái như vậy. Thì các bạn lưu ý kỹ nè. Trong trading, các bạn hãy nhớ kỹ là mọi thứ nó đều là xác suất. Và cái việc quan trọng nhất là các anh chị cần phải lựa chọn những cái mẫu hình đẹp. Khi các bạn vào lệnh, các bạn phải lựa chọn những cái mẫu hình có xác suất thắng cao. Và các bạn cần phải hiểu được cái quy luật vận động của thị trường. Các bạn cần phải hiểu được là khi nào mình nên vào lệnh, khi nào không lên. Thì ở đây là khi mà đồ thị nó đang về cái trạng thái như thế này, thì tôi nói các bạn là gì? Các bạn cứ thực hành, các bạn cứ trải nghiệm, các bạn cần luyện tập. Các bạn đừng có sợ. Các bạn nhớ kỹ này, người ta thua bởi vì người ta thua hết tiền, người ta rời khỏi thị trường. Nhưng nếu các bạn làm đúng về cái bài toán phân bổ vốn, ví dụ như ở đây tôi nói các bạn có 10.000 đô để giao dịch, thì nếu các bạn là người mới thì cứ học tập cái đã. Nhưng khi các bạn bắt đầu có những cái kiến thức nhất định rồi, thì sao có 10.000 đô cách hết 9.500 đô đi, đưa cho vợ giữ đi, hoặc là tóm lại là đưa cho ai đó giữ. Các bạn chỉ cần bỏ 500 đô ra để các bạn luyện tập, đi vốn rất là nhỏ. Vì khi các bạn làm được điều này thì lúc này thông qua cái việc vừa học lý thuyết, thông qua cái việc là đi cùng với thị trường, thì các bạn thấy là nếu các bạn giao dịch mà stop loss của một cái lệnh giao dịch mà cứ 10 đô, 20 đô, thì các bạn hãy tưởng tượng xem là 500 đô này các bạn giao dịch tới khi nào các bạn thua. Trừ khi các bạn là nhồi lệnh này, trừ khi các bạn là gì không đặt stop loss, trừ khi là các bạn DCA càng âm càng nhồi lệnh, hoặc là vào vol lớn quá thì các bạn mới thua thôi. Nên nếu các bạn làm đúng theo những cái gì mà tôi hướng dẫn thì tôi khẳng định với các bạn là không thể thua được các bạn. Không thể thua được luôn á. Tiếp tục này. Ở đây tôi sẽ cho các bạn thấy là tại sao là ghi chép nhật ký giao dịch nó rất quan trọng. Thì các bạn thấy ở đây á, là các bạn thấy này, ở đây nó tăng lên như thế này. Thì nhiều anh chị là rất thích, các bạn rất thích các bạn vào lệnh. Thì ở đây là cái chạc nó đang thực tế luôn nha các bạn. Thì tôi nói các bạn ấy là cái trường hợp này vui lắm này. Mình biết được ở đây là cái câu chuyện là gì, nó tăng như thế này là giống như là một cái cạm bẫy để dụ người khác vào hàng. Thì tôi nói các bạn này, chỗ này là nhiều người họ sẽ FOMO vào. Và câu chuyện là gì, khả năng cao nó sẽ quay lại retest, thậm chí là quét SL, cứ chờ mà xem. Tại sao các bạn thấy là khi cái chạc nó đi lên như vậy thì tôi đã nói câu chuyện như vậy rồi. Thì tôi sẽ giải thích tiếp cho các bạn. Bởi vì, nè, tiếp tục nè. Các bạn thấy, cứ quan sát đi. Nhiều anh chị thấy là ở chỗ này thấy nó tăng mạnh như thế này, nó giữ giá như thế này. Thì nhiều bạn nói làm gì có khả năng quay lại retest, làm gì có khả năng quay lại nó quét về cái đáy nào nữa.
đúng không? Thì tôi nói các bạn là hãy cứ kiên nhẫn, hãy cứ quan sát và học tập. Khi mà các bạn chịu khó quan sát, khi mà các bạn ghi chép nhật ký giao dịch nhiều, thì các bạn sẽ phát hiện ra những quy luật. Tôi tại sao tôi lại đưa ra được những cái dự phóng này? Tôi nói là nó sẽ có khả năng quay lại retest. Bởi vì sao? Bởi vì trong quá khứ tôi đã bị thua rất nhiều những cái lệnh thua như vậy rồi. Và nhờ cái việc ghi chép nhật ký giao dịch, nên tôi biết rằng câu chuyện là gì? Mình muốn vào lệnh thì mình phải chờ nó quay lại retest. Nó sẽ hồi lại. Đó, và các bạn thấy không? Ở đây nó hồi. Đó, nó hồi xong tiếp tục nó sao? Nó tiếp tục rơi mạnh xuống. Đó, bắt đầu điều chỉnh. Đó, anh em mà thực sự muốn vào thì kênh me mà vào. Thì cái quy tắc á, mình sẽ phải chờ nó tạo đáy, nó cao hơn cái đáy này. Còn trong trường hợp mà nó quay lại, nó phá qua cái đáy này, thì lúc đó là kiên nhẫn chờ đợi. Và các bạn thấy không? Lúc nãy, đúng không? Nó tăng lên rất là mạnh. Thì sau đó các bạn thấy nó quay lại, nó quét SL. Thì câu hỏi đặt ra tại sao? Tại đây tôi lại nhìn ra được câu chuyện là ở đây. Bởi vì tôi đã bị thua rất nhiều những cái lệnh thua như vậy rồi. Bởi vì trong quá khứ khi mà tôi thấy những cái cây nến xanh như thế này, tôi bay vào tôi mua, thì trả giá nhiều rồi thì mới có thể nhìn ra được những cái như vậy. Và các bạn thấy nè, nó quay lại, nó quét, thấy chưa? Đó lý do tại sao tôi nói các bạn là thuộc bài chưa? Nhớ nốt lại các cái này nhé. Tại sao? Bởi vì đây là những cái thứ tôi đã thống kê lại, tôi đã nốt lại rất là nhiều lần rồi. Và nhờ cái việc ghi chép nhật ký giao dịch thì tôi nhìn ra được những cái này. Nó thì nhiều anh chị cứ đặt câu hỏi là tại sao lại như vậy, rồi dấu hiệu nào để nhận diện? Tôi nói các bạn là trong cái thị trường crypto này, khi mà các bạn nhìn trên đồ thị này, nó có muôn hình vạn trạng. Nhưng các bạn nhớ kỹ là nó đều tuân theo cái quy luật của xác suất. Và nó sẽ có cái việc là gì? Những cái mẫu hình nó sẽ thường có xác suất cao là nó sẽ xảy ra như vậy. Thì cái quan trọng là gì? Cái quan trọng các anh chị cần phải thống kê. Và khi các bạn là người thống kê thì các anh chị mới có thể nhận ra được, à, với cái mẫu hình này mình bị thua nhiều lần rồi. Thì câu chuyện khi mà nó tăng lên như vậy, mình không vội vàng mình vào lệnh, mà mình phải chờ cái việc retest lại. Các bạn hiểu vấn đề không ạ? Đó, và tôi cho nói các bạn này, ở đây nhiều bạn nói dự phóng chuẩn, không phải đâu các bạn. Tôi vẫn dự phóng có nhiều cái nó sai lắm. Nhưng tôi nói các bạn là gì? 10 cái dự phóng của tôi nó phải đúng 6-7. Tại sao lại như vậy? Bởi vì đây là những cái thứ tôi đã thống kê trong một cái thời gian rất là dài rồi. Và tại sao tôi mới làm ra cái khóa học Build Your Trading System này, gồm hai cái khóa học là xây dựng cái hệ thống giao dịch, và tôi chia sẻ cho các bạn cái cách mà các bạn xây dựng hệ thống giao dịch. Nên tôi nhắc lại này, những anh chị mà đang học cái khóa học Build Your Trading System này, thì cái phần mà xây dựng hệ thống giao dịch này, các bạn cần phải học đi, học lại, xem đi, xem lại rất là nhiều lần. Và đặc biệt cái bộ tiêu chí vào lệ này nè, những cái tiêu chí này các bạn cần phải thực sự hiểu rõ. Khi các anh chị thực sự hiểu rõ, cộng với cái việc là các bạn ghi chép nhật ký giao dịch, sửa mình, thì các bạn sẽ dần hoàn thiện. Không có chuyện mà học xong một cái giỏi ngay đâu các bạn, không có chuyện đó đâu. Nên tôi nói các bạn là có rất nhiều anh chị các bạn thấy những cái kênh YouTube ở bên ngoài chia sẻ các bạn là trading dễ kiếm lắm. Thực ra không phải đâu các bạn, người ta đang nói một số cái không đúng. Cách của tôi là tôi muốn chia sẻ sự thật. Tôi muốn chia sẻ cho các bạn cái cách mà tôi đã làm như thế nào. Và tôi làm sao thì tôi chia sẻ là các bạn như thế đó. Đó, nên cái việc học này, rồi bắt đầu là gì? Khi mà xây dựng hệ thống giao dịch, làm sao đầu tiên các bạn xây dựng chuẩn được? Không thể đâu các bạn. Nhưng chỉ cần cứ hoàn thiện sửa mình thì các bạn sẽ biết cách. Đó, nên nhớ kỹ là nhiều anh chị cứ đặt những cái câu hỏi, thì tôi nói các bạn á, cái việc các anh chị đặt những câu hỏi là vì các anh chị chưa xây dựng cho mình một cái hệ thống giao dịch. Nếu các bạn xây dựng cho mình một cái hệ thống giao dịch, cộng với cái việc các bạn ghi chép nhật ký giao dịch, xong rồi các bạn thống kê được, ví dụ 10 cái lệnh như thế này mình vào, mỗi lần vào đây mình bị thua, thì các bạn đúc kết ra bài học là gì? À, lần sau mình không có dạy mà mình vào khi mà nó tăng lên như vậy nữa, mà mình phải chờ retest xem. Nếu nó retest, nó giữ cái đáy cao dần thì ok, lúc đó mình vào. Còn bây giờ nó cứ tiếp tục á, hồi lên kệ nó, mình biết chắc hồi lên nó phải quay lại nó retest. Mà nếu mình cứ mà hồi lên như này mình bay vào mình mua thì cứ bị quét SL như vậy hoài. Đó, các bạn thấy á, là học về trading á, là phải có chiều sâu là vậy, mình phải nhìn ra. Thì lúc này á, tôi mới giải thích cho các bạn ấy này. Đó, các bạn thấy là những cái người mà họ hay bị thua là họ cứ vào, họ cứ cố tình bắt đáy, thấy nó cứ tăng lên đây một cái là bay vào bắt, đúng không? Là nó cứ quét qua,
thấy tăng lên đây bay vào bắt là cứ quét qua kỳ quét SL như vậy. Như ý là cứ cái nhóm mà thua là cứ hay đi dò đáy, là cứ bắt tại cái vùng số 1, cái vùng số 2. Thì các bạn mà làm điều này các bạn cứ thua lỗ mãi thôi các bạn. Nên á, tôi nói các bạn là tại sao tôi lại không đi đoán đáy làm gì? Bởi vì đơn giản khúc này á, các bạn thấy này, nó đã tạo đáy xong đâu, chưa mà. Các bạn hiểu không? Nó chưa tạo đáy xong, chỗ này nó mới tăng lên, đang tạo thành những đỉnh đáy thấp dần mà. Việc của mình dạy gì mình lại đi đoán đáy đoán đỉnh. Các bạn thấy cũng giống như lý thuyết sách giáo khoa đúng không? Nhưng trong thực hành nó lại khác, bởi vì các bạn bị cảm xúc chi phối. Đó nên tôi nói các bạn là gì? Ở chỗ này cứ từ từ, 1, 2 cũng không nên vào. Khi vùng số 3 cũng không dạy mà vào. Vùng số 3 quan sát RSI, nó có dấu hiệu của việc tích lũy, nhưng đây không phải là cái vùng vào. Nhưng cái vùng số 4 nếu mà biết quan sát thì có thể vào được. Bởi vì sao? Bởi vì RSI nó đã cắt lên trên rồi, thì đó là cái vùng mà các bạn cân nhắc có thể vào được để tối ưu được cái điểm vào lên. Còn đúng bài mà muốn an toàn thì các bạn phải chờ nó retest lại cái vùng số 5 này nè. Đó, cái vùng số 5 này nha, khi mà nó tạo đáy cao hơn thì lúc này câu chuyện là bạn hãy có thể vào đây và SL ở dưới cái đáy số 4. Còn trong một trường hợp nữa là các bạn có thể vào khi mà thấy dấu hiệu một cái cây nến reaction nó tăng lên như thế này, thì các bạn có thể SL ngắn hơn ở cái râu nến này. Đó, mọi thứ nó rất là rõ ràng, các bạn hiểu không? Nên tôi nói các bạn là trong trading, để có thể nhìn ra được những thứ này, tôi không phải giỏi đâu các bạn. Chẳng qua là tôi đã thực hành rất là nhiều, và tôi là một người chịu khó ghi chép lại cái nhật ký, ghi chép lại những cái mẫu hình. Và các bạn lưu ý kỹ này, trading nó là một cái trò chơi của xác suất thống kê các bạn. Và cái người nào chịu khó ghi chép nhiều, người nào chịu khó là ghi lại những cái cảm nhận của các bạn. Khi các bạn vào lệnh đúng, khi các bạn vào lệnh chưa đúng, các bạn chịu khó ghi lại những cái cảm nhận, thì tôi nói các anh chị luôn là câu chuyện các bạn sẽ tiến bộ từng ngày. Còn nếu như các bạn không ghi chép nhật ký giao dịch, cứ thua lỗ xong rồi lại thôi, cứ thua lỗ xong rồi lại thôi, thì tôi nói các anh chị luôn là các bạn sẽ mãi là gì? Sẽ mãi là câu chuyện là cứ thua lỗ mãi. Nên các bạn biết là tại sao tôi set up cái khóa học này, tôi phải nói các bạn rất là nhiều lần rồi, là trong cái khóa học Build Your Trading System này này, các anh chị lưu ý kỹ nha. Thì trong này các bạn nhớ kỹ, các bạn cần phải đảm bảo cho tôi một số thứ như sau. Trong cái phần trao đổi này này, khi tôi đặt cái câu hỏi với các anh chị, ví dụ như ở đây tôi đặt cái câu hỏi kịch bản của Bitcoin, thì các bạn vào các bạn chịu khó, các bạn phải comment tại sao lại như vậy. Tôi chỉ đưa ra một cái hình thôi. Tôi yêu cầu các bạn là nhìn thấy được những gì ngay tại chỗ này. Thì tôi cần các anh chị phải comment để làm gì? Để tôi xem các bạn là có làm đúng không. Tôi sẽ sửa bài cho các bạn. Còn nếu các anh chị mà không chịu comment thì câu chuyện là gì? Câu chuyện các bạn chỉ dừng lại ở cái mức độ của cái việc là cỡ người xem hoa thôi. Tôi chưa có nói cái việc đúng hay sai nha các bạn. Nhưng là nhìn vào cái cách mà các bạn comment thì tôi biết ai là người nghiêm túc hay là không. Ví dụ ở đây một số bạn chỉ comment rất là ngắn, nhưng các bạn thấy không? Ở đây cái bạn này Hữu Vương Phạm này, bạn comment rất là dài và rất là chi tiết cụ thể. Đó, các bạn thấy không? Thì cái cách mà học tập á, nó sẽ quyết định được cái kết quả của các bạn. Đó, và các bạn thấy này, trong cái phần mềm học tập này nha, các anh chị để ý kỹ, trong cái phần mềm học tập này nó cũng sẽ xếp hạng được cái việc các bạn nỗ lực như thế nào nữa. Đó, các bạn thấy như bạn Hữu Vương Phạm này này, bạn ấy rất là tích cực. Trong 7 ngày, trong 30 ngày, trong toàn thời gian, bạn này đều tích cực comment. Các bạn thấy không? Đó, và ví dụ các bạn thấy này, thứ hai là bạn gì? Nguyễn Văn Sơn. Đó, các bạn thấy là bạn này là người tích cực. Đó, vị trí thứ ba thì có sự thay đổi. Thì các bạn thấy trong cái phần mềm học tập này, tôi đã set up cho các anh chị là các bạn có cái phần trao đổi. Lưu ý nha, trong này khi tôi đặt câu hỏi, các bạn phải chịu khó trao đổi. Và đặc biệt các bạn lưu ý kỹ là chúng ta cũng có một cái group Telegram. Thì trong group này sẽ có những cái cập nhật của tôi. Nên những anh chị nào mà trong khóa học Build Your Trading System mà các bạn chưa vào trong cái channel Telegram này, thì làm ơn hãy liên hệ với bộ phận support để có thể vào trong cái channel này. Bởi vì trong này sẽ có một số thứ quan trọng tôi chia sẻ với các bạn, hoặc là có những cái lúc mà thị trường quan trọng thì tôi post lên đây. Bởi vì khi qua Telegram thì nó sẽ báo cho các bạn rất là nhanh, nên các anh chị chịu khó vào trong đó mà cập nhật nha các bạn. Thì phải đảm bảo là vào trong được trong cái channel Telegram này nha các anh chị.
Thì quay trở lại nè, để có thể học tập và đào sâu thì các bạn cần phải thực hành rất là nhiều. Thì chỉ có thực hành á, nó mới giúp cho các anh chị nhớ lâu được. Còn các anh chị mà không thực hành thì không thể nào nhớ lâu được. Các bạn hiểu câu chuyện đúng không ạ? Rồi quay trở lại với cái bài học này, các bạn để ý kỹ nè. Đó thì đây là những cái thứ chỉ có khi các anh chị làm việc như thế này, chỉ có khi các bạn chịu khó ghi chép nhật ký giao dịch thì các bạn mới có được những cái kỹ năng giống như tôi. Tôi không phải tài năng nha các bạn, tôi phải nói với các bạn là trong trading mọi thứ đều là xác suất. Nhưng nếu như các anh chị có sự ghi chép tỉ mỉ giống như kiểu này thì tôi khẳng định với các bạn luôn là các bạn sẽ tiến rất là xa. Các bạn sẽ sưu tầm được những cái mẫu hình, những cái thế mà làm gì mà các bạn sẽ có xác suất thắng cao. Tôi chỉ nói với các anh chị là trong trading, các bạn lưu ý kỹ cho tôi là trong trading nó không phải là một cuộc may rủi đâu các bạn. Các bạn thấy trong trading các bạn thấy đồ thì thấy chạc rồi các bạn mới xuống tiền. Nó không phải là một cái cuộc chơi may rủi như những người khác đang nói. Nó không phải là đánh bạc như một số người không có khả năng phân tích họ nói. Tôi chỉ nói các bạn là có cái sự hiểu biết, các bạn sẽ lựa chọn được cái vị thế rất là đẹp để các bạn tham gia vào. Và tất nhiên á, sẽ có những cái lúc các bạn dự phóng sai thì các bạn sẽ trả giá bằng cách là gì? Một stop loss rất là ngắn. Nên khi hiểu được điều đó các bạn sẽ thấy làm điều này liên tục thì kỹ năng của các anh chị nó mới dần hoàn thiện được. Đó, thì tôi nói các bạn á, là tôi đã chia sẻ cho các bạn rất là nhiều về cái việc là hệ thống giao dịch. Hãy chịu khó xây dựng và hãy chịu khó ghi chép nhật ký giao dịch. Và tại sao cái khóa học này tôi yêu cầu các anh chị học và đồng hành cùng tôi ít nhất 6 tháng là vậy? Bởi vì chúng ta sẽ có lý thuyết, chúng ta sẽ có thực hành, chúng ta sẽ có những cái buổi Zoom. Và những cái buổi Zoom các bạn cần phải đặt cái câu hỏi. Và chúng ta cũng có cái phần thảo luận. Các bạn thấy là các anh chị có thể thảo luận ở trong này. Đó, tại sao tôi lại không làm group chat các anh chị? Bởi vì khi kiến thức các anh chị chưa vững, các bạn vào đây, các bạn mà vào những cái group ví dụ như Telegram các bạn chat á, thì tôi nói thật với các anh chị luôn là các bạn bị rối loạn luôn, các bạn bị tẩu hỏa nhập ma luôn cơ. Nhưng nếu như các anh chị học tập có chiều sâu, các bạn chịu khó là làm theo những cái thứ tôi hướng dẫn, thì tôi khẳng định với các anh chị luôn là sau 6 tháng các bạn sẽ thực sự hoàn thiện cái kỹ năng giao dịch của các bạn. Thì đây là những cái thứ mà tôi mong muốn là mang đến cho các anh chị. Thì quay trở lại, tôi thực sự là muốn đặt câu hỏi cho các bạn là các bạn thực sự hiểu được cái tầm quan trọng của cái việc ghi chép nhật ký giao dịch chưa? Thì đưa ra một cái ví dụ như vậy để các bạn là hiểu được à, bây giờ mình cần phải làm. Thì bây giờ mình đã thực sự sẵn sàng để nghiêm túc ghi chép nhật ký giao dịch chưa? Đúng không? Thì trong cái bài chương 1 này tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn cái cách các bạn ghi chép nhật ký giao dịch. Và đầu tiên các bạn cần làm cho tôi những cái thứ để nó giúp cho các anh chị là tồn tại trước cái đã. Tôi chưa đặt với các bạn là mục tiêu vào trong thị trường này kiếm tiền nha. Mà tôi chỉ đặt mục tiêu với các bạn là sống sót trước cái đã. Bởi vì sao? Bởi vì có rất nhiều anh chị, các bạn cứ vào trong này là các bạn đặt mục tiêu kiếm tiền. Nhưng tôi nói với các bạn sẽ rất là vô nghĩa nếu như các bạn không tồn tại được. Nên là tôi sẽ giúp cho các bạn là các bạn sẽ sống được cái đã. Và các bạn hãy làm theo những cái thứ tôi chia sẻ với các anh chị đi nhá. Thì ở cái bài học tiếp theo tôi sẽ giúp cho các bạn là các bạn giao dịch không có thua. Các bạn làm đúng theo những cái thứ tôi chia sẻ với các bạn thì các anh chị giao dịch không thua. Chỉ khi các bạn giao dịch không thua, các bạn ở lại với thị trường 1 năm, 2 năm thì lúc này các bạn mới có thể học tập được những thứ tôi chia sẻ với các anh chị. Tại sao cái khóa học này tôi lại yêu cầu các bạn học trong 6 tháng? Bởi vì chỉ khi các bạn học 6 tháng, các bạn mới thực sự hiểu được cơ bản về nghề. Và lúc các bạn thực sự hiểu được thì tôi nói các bạn mới thực sự đam mê, đào sâu vào và cảm nhận được và hiểu được những cái thứ mà tôi chia sẻ với các anh chị. Thế nên là tôi mong muốn các bạn thực sự hiểu được cái giá trị của cái khóa học này và hãy làm đúng theo những gì mà tôi hướng dẫn các bạn nha các anh chị. Rồi, hẹn gặp lại các anh chị trong những bài học tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt các anh chị. Thì những anh chị nào mà follow cái kênh YouTube Tuệ Trading trong một cái thời gian rất là dài thì tôi nghĩ các anh chị cũng thực sự hiểu được những cái thứ mà tôi chia sẻ trên này. Thì tôi chỉ nói với các bạn là cái cách mà tôi chia sẻ với các bạn thì làm sao giúp cho các bạn thực sự có một cái nghề thật sự. Và cái cách tôi đã làm như thế nào thì tôi chia sẻ lại với các bạn như vậy. Bởi vì tôi chỉ nói các anh chị luôn là khi mà đã nếm đủ những cái cay đắng trong thị trường này các bạn, thì thực sự nhiều khi cũng buồn cười lắm.
Ngày xưa mình thấy thực sự mình rất là vô minh. Mình cứ thấy là thị trường này giống như một cái nơi làm từ thiện vậy đó. Nhiều anh chị cứ nghĩ là có thời gian rảnh thì có thể vào đây kiếm được tiền, có thêm một cái nguồn thu nhập, hoặc là chỉ cần học xíu xíu thôi có thể kiếm được tiền. Tôi khẳng định với các bạn luôn, đó là cái điều không có các bạn. Đó là những cái cạm bẫy mà thường những cái người họ làm IB họ sâu ra cho các bạn thôi. Thì ai làm gì là việc của họ. Nhưng ở đây tôi có trách nhiệm và nghĩa vụ chia sẻ sự thật cho các bạn. Thì các bạn thấy ở trong cái kênh YouTube này tôi chia sẻ rất là nhiều những kiến thức. Các bạn chịu khó học trên này đấy các anh chị, nhiều lắm. Thì bên cạnh đó các bạn biết là tôi cũng có một cái nhóm cộng đồng Build Your Trading System. Thì tôi đang chia sẻ ở đây cho các bạn. Thì trong này là các bạn thấy này, cái phần học tập rồi là cái phần trao đổi trong này. Thì những anh chị nào thực sự nghiêm túc thì các bạn có thể tham gia vào trong này. Thì tôi sẽ nói sơ một xíu về cái cộng đồng này để cho các anh chị thực sự hiểu. Thì trong cái khóa học Build Your Trading System thì nó sẽ bao gồm hai khóa học chính. Là cái khóa học xây dựng cái hệ thống giao dịch và ghi chép nhật ký giao dịch. Và cái bài học các bạn vừa được xem là nó nằm trong cái chuỗi bài học của cái khóa học ghi chép nhật ký giao dịch. Thì các bạn biết là khi mà tôi build cái khóa học này thì các bạn sẽ phải học ít nhất là 6 tháng cùng với tôi. Và tôi chỉ nói các anh chị là trading nó là một cái quá trình dài hoàn thiện chính các bạn. Thế nên trong này các bạn thấy là tôi yêu cầu các bạn đi dài hạn. Và mỗi cái khóa học này thì trị giá là 3.9 triệu này. Tuy nhiên thực sự tôi mong muốn là tạo ra một cái cộng đồng chất lượng. Và tôi cũng mong muốn hỗ trợ các anh chị tốt nhất. Nên tôi yêu cầu các bạn bỏ ra một cái khoản phí nhỏ để các anh chị thực sự là biết trân trọng. Thì không phải là cái khoản phí như thế này. Thì ở đây có một số cái sự hỗ trợ như sau. Các bạn thấy tôi sẽ phải tặng cho các bạn cái khóa học Trading Spot. Tôi nói tại sao là tôi phải tặng. Bởi vì các bạn biết để giúp cho các anh chị thì không thể nào trong một sớm một chiều tôi chia sẻ được hết các cái kiến thức về phân tích kỹ thuật. Và các bạn biết cái khóa học Trading Spot này này là một cái khóa học tôi rất là tâm huyết. Bởi vì là trong này các bạn sẽ áp dụng những cái kiến thức về giao dịch spot, đồng thời các bạn phải kết hợp với con bot hunter nữa. Và các bạn thấy cái bài học nhiều không? Nên khi mà tôi làm lại, tôi không thể nào làm lại các video này được. Và tại sao tôi lại tặng cho các anh chị trong cái khóa học Build Your Trading System, cái khóa học Trading Spot. Đó. Rồi khi các bạn được tặng cái khóa học Trading Spot thì các bạn thấy ngoài ra cái bộ công cụ mà RSI mà Tuệ Trading đang sử dụng ở đây này thì tôi cũng tặng cho các bạn. Bởi vì thực ra là các bạn biết là công cụ nó cũng chỉ là một cái thứ hỗ trợ các anh chị thôi. Và bản thân tôi khi mà tôi đào sâu vào cái bộ công cụ này thì tôi cũng học từ rất nhiều nguồn. Thế nên tôi nghĩ rằng các bạn kiến thức là của nhân loại. Và cái việc làm sao chia sẻ cho các anh chị mà các bạn tận dụng được, các bạn kiếm được tiền, các bạn có kết quả giao dịch tốt, cải thiện được cái kết quả giao dịch của các anh chị, đó là niềm vui thôi các bạn. Thì tôi cũng sẽ tặng cho các bạn cái bộ công cụ RSI này này. Rồi ngoài ra cái khóa học 3 tháng xây dựng hệ thống giao dịch theo phong cách của các bạn là 3.9 triệu này. Rồi khóa học 3 tháng xây dựng thói quen ghi chép nhật ký giao dịch. Đó. Và tổng cộng giá trị của chương trình này là 13.760.000. Tuy nhiên các bạn không phải thanh toán số tiền này đâu. Mà các anh chị chỉ cần là thanh toán một cái số tiền rất là nhỏ là 2.450.000. Chưa được 100 đô. Tại sao là như vậy các bạn? Bởi vì thực ra tôi nói với các anh chị luôn là có những cái thứ khi mà mình cho đi miễn phí người ta không trân trọng. Các bạn cần phải bỏ ra một khoản phí nhỏ để các bạn vào đây các bạn học tập mới nghiêm túc được. Tôi khẳng định với các anh chị luôn đó nha, cái chương trình này tôi tạo ra giá trị của nó phải hơn 1.000 đô. Bởi vì nếu các bạn nào đã từng học những khóa học ở bên ngoài rồi, các bạn vào đây các bạn mới cảm nhận được. Cái khóa học Trading Spot rồi các bạn thấy 3 tháng cùng học và thực hành cùng tôi, trải qua các cái buổi Zoom trao đổi cùng với cái phần là gì trao đổi ở đây nữa. Thì tôi chỉ nói các anh chị là chỉ có như vậy, dành theo thời gian các bạn mới hoàn thiện được cái gọi là hệ thống giao dịch, các bạn mới có thể xây dựng cho mình được một cái hệ thống. Và thông qua cái việc ghi chép nhật ký giao dịch thì các bạn mới tối ưu, mới hoàn thiện được cái hệ thống của các bạn. Thế nên khi mà tôi làm điều này, tôi mong muốn các anh chị thật sự nghiêm túc và một cái khoản phí nhỏ để các bạn tham gia vào trong này. Thì các anh chị thấy trong cái cộng đồng bây giờ, các bạn quan sát kỹ, các bạn thấy trong này là hiện tại hơn 700 anh chị đang ở trong này rồi này. Đó. Và team đã xây dựng, đã đi trong một cái quá trình dài rồi. Nên các bạn vào đây thì các bạn sẽ gọi là kế thừa được rất nhiều thứ ở trong này. Thì cái khóa học này nó phù hợp với những anh chị đang giao dịch chứng khoán, forex và crypto luôn nha. Tức là
các bạn biết các bạn giao dịch cái thị trường nào, các bạn cũng cần phải xây dựng cho mình một cái hệ thống giao dịch. Thì những anh chị nào các bạn thực sự nghiêm túc thì các bạn có thể thanh toán ở đây bằng cách các bạn quét cái mã QR code ở đây này, với cái số tiền là 2.450.000. Thì cái nội dung thanh toán á, các bạn vui lòng điền tên cộng với số điện thoại của các bạn. Thì các bạn điền thông tin ở đây, ví dụ như là Hiếu, số điện thoại là 0933123456. Thì sau đó các bạn sẽ xác nhận thông tin vào một cái form đăng ký mà tôi sẽ để ở cái bên dưới cái video này. Các bạn vào trong phần mô tả thì các bạn sẽ thấy sẽ có một cái form đăng ký. Thì các bạn điền thông tin vào đó, sau khi các anh chị chuyển khoản xong thì bộ phận hỗ trợ họ sẽ hướng dẫn các bạn vào lớp học. Thì các bạn lưu ý kỹ này. Đầu tiên khi các bạn đăng ký thì sẽ có một cái email gửi đến cho các anh chị xác nhận các anh chị đã đăng ký. Và bộ phận hỗ trợ họ cần thời gian khoảng tầm 1 tiếng hoặc 2 tiếng để họ check cái thông tin chuyển khoản của các bạn. Sau đó thì họ sẽ có một cái email thứ hai gửi đến cho các bạn. Và trong cái email đó sẽ hướng dẫn cho các anh chị cái cách tạo tài khoản, cái cách các bạn đăng nhập để các bạn vào trong cái phần học tập này. Thì các bạn lưu ý kỹ này. Có một số anh chị các bạn đăng ký vào buổi tối ngoài giờ làm việc hoặc là buổi chiều thứ bảy chủ nhật. Thì các bạn vui lòng chờ đợi vào trong cái thời gian hành chính thì bộ phận hỗ trợ họ sẽ active tài khoản cho các bạn. Đó. Nên là các anh chị là không có gì lo lắng cả. Thì quay trở lại câu chuyện á, tôi chỉ muốn nói với các anh chị là cái số tiền mà 2.450.000 nó là một cái khoản tiền nhỏ. Thì có nhiều anh chị cũng nhắn cho tôi, nói là em bây giờ thu hết tiền rồi, em không có tiền nộp cái số tiền này. Thì tôi cho nói thật với các bạn luôn á, là này này, cái số tiền mà 2.450.000 này, nếu mà các anh chị đang không có thì các bạn hãy xem là cái cách các bạn sống, cái cách các bạn làm việc như thế nào mà bây giờ số tiền này là số tiền khó khăn với các bạn. Nếu các bạn đang khó khăn thật sự thì lời khuyên chân thành của tôi, các bạn hãy tạm thời ngưng giao dịch ở thị trường tài chính. Các bạn tập trung ở bên ngoài phát triển bản thân cho thật tốt, làm sao có thể kinh doanh tốt hoặc là phấn đấu để làm sao có mức lương tốt. Khi các bạn lo cho chính các bạn, lo cho gia đình các bạn ổn đã, con các bạn phải có gọi là no cái bụng, phải ấm cái bụng, phải có hộp sữa để mà uống. Chứ bây giờ mà thiếu hộp sữa, cuối tháng phải đóng tiền nhà, tiền vay nặng lãi, các bạn không thể nào thành công trong trading được đâu các bạn. Cái này là tôi chia sẻ thật lòng với các anh chị đấy. Nên những ai mà đang khó khăn, đang túng thiếu thì tôi nói các bạn hãy nên xem, gọi là dành thời gian học cày nát cái kênh YouTube của tôi đi các bạn. Trên này nó có rất nhiều thứ. Còn cái khóa học này thì tôi cần các anh chị thực sự nghiêm túc, bởi vì cái rule tôi đưa ra và tôi mong muốn là gì? Lọc được, chọn lọc được các anh chị phù hợp để các bạn vào trong cái khóa học này. Nên là mọi thứ nó đều công bằng các bạn. Và tại sao tôi lại chỉ đưa một cái số tiền nhỏ này thôi? Bởi vì thực ra chỉ bỏ một cái khoản phí nhỏ thì các bạn mới nghiêm túc, các bạn mới thực sự trân trọng những cái thứ tôi chia sẻ. Và tất nhiên tôi cũng phải có trách nhiệm với chính các bạn. Đó, tôi nói điều này để các bạn hiểu. Thì cái cộng đồng này là một cộng đồng mà chúng ta sẽ hoạt động rất là nghiêm túc nha các bạn. Thì sẽ trả lời một số cái này một xíu. Cái khóa học này ấy, nó sẽ phù hợp với những anh chị là những người mới. Nếu các bạn không biết gì mà cái số tiền mà 2.450.000 á, nó không phải là số tiền lớn với các bạn, thì lời khuyên chân thành của tôi, các bạn hãy học đi. Ít ra trong 6 tháng tôi khẳng định luôn các bạn sẽ hiểu về trading. Các bạn thực sự hiểu được các cái chiêu trò trong thị trường. Các bạn thực sự hiểu được là để có thể thành công với trading, các bạn cần phải làm gì. Và chắc chắn khi mà các bạn trang bị được những kiến thức như vậy, các bạn sẽ tránh những cái thiệt hại không đáng có. Thì những anh chị nào đặc biệt mà đang giao dịch không có kết quả tốt, các bạn đang thua lỗ, thì tôi chỉ nói với các anh chị luôn là các anh chị phải nên học. Tại sao lại như vậy? Bởi vì tôi nói với các bạn luôn là các anh chị đã làm sai trong một thời gian rất là dài, các bạn không biết cách sửa, thì cái khóa học này nó giúp cho các bạn sửa được nha các anh chị. Rồi tiếp tục nữa nè, những anh chị mà đã từng thua lỗ lớn, cháy tài khoản mà không hiểu nguyên nhân tại sao, thì lời khuyên của tôi là hãy nên học. Bởi vì các bạn đã có những cái trải nghiệm hơn người khác rất là nhiều rồi, thì hãy học đi, hãy khoan vụ giao dịch đã. Bởi vì có rất nhiều anh chị nha, tâm lý các bạn không ổn định thì các bạn không thể giao dịch được đâu. Nhưng khi các bạn học xong, các bạn nhìn ra được vấn đề của mình bị thua lỗ lớn, bị cháy tài khoản đến từ đâu, thì bây giờ cái cách khắc phục của các bạn, cái khóa học này tôi đòi hỏi các anh chị cần phải có chiều sâu, cần phải có cái sự suy ngẫm, chứ không phải là ăn sổi vào trong này đâu các bạn. Và những anh chị mà muốn xây dựng cho mình một cái hệ thống giao dịch, học cách ghi chép giao dịch, nhật ký như tôi đang làm,
thì cái khóa học này phù hợp với các bạn. Và những anh chị xác định trading là sự nghiệp, muốn nghiêm túc với nghề trade, thì đây là một cái nơi mà phù hợp với các bạn. Bởi vì nó có một cái gọi là một cái môi trường học tập, giao lưu cùng với các anh chị, họ cùng đam mê, cùng cái mong muốn là gì? Đào sâu vào trong cái việc là trading. Tại sao tôi lại là yêu cầu các anh chị đi cùng tôi 6 tháng mà các bạn thấy cái học phí nó chỉ có rẻ như vậy thôi? Bởi vì khi áp dụng công nghệ vào thì các bạn thấy là chúng ta học tập online tất cả mọi thứ. Chúng ta cần gặp nhau thì làm gì? Chúng ta sẽ trao đổi với nhau qua là gì? Zoom, có bộ phận hỗ trợ nữa. Nó nên mà lý do vì sao cái giá trị khóa học nó rẻ như vậy đó các bạn. Rồi, cái khóa học này phù hợp với những anh chị đang giao dịch Forex, chứng khoán và crypto. Đó, thì tham gia trong cộng đồng này các bạn thấy hình thức học tập là online nha các bạn. Các bạn sẽ được học theo những bài học được sắp xếp theo lộ trình. Các anh chị thấy trong này tôi tổ chức rất nhiều cái workshop và nội dung của workshop tôi đều chia sẻ lại cho các bạn ở đây để các bạn có thể học lại. Rồi là chương trình của khóa học là 3 tháng xây dựng hệ thống giao dịch, 3 tháng các bạn ghi chép nhật ký giao dịch, và cái khóa học Trading Spot nó đều trong này, tức là tất cả trong một. Các anh chị chỉ cần có máy tính, có mạng internet thì các bạn có thể học được. Rồi có một cái môi trường rèn luyện và học tập, thì các bạn thấy là đây là một cái môi trường tôi mong muốn xây dựng trong cái năm 2024. Bởi vì tôi biết rất nhiều anh chị các bạn không có tài chính lớn để các bạn học những khóa học khác, thì tôi mong muốn đây là một cái nơi mà với cái học phí rất là rẻ, chỉ có từng này thôi, mà các bạn có thể là gì đồng hành cùng với tôi trong 6 tháng. Rồi chúng ta có 6 tháng, 6 tháng ở đây là các bạn có ít nhất 6 tháng nha các bạn. Tôi sẽ làm cái khóa học này nó nhiều hơn 6 tháng, nhưng cái thời gian tôi cam kết với các bạn chắc chắn là ít nhất là 6 tháng là vậy. Nó sẽ giúp cho các bạn thay đổi cái thói quen cũ, cái hành vi cũ để có cái kết quả tốt hơn. Đó nên là một cái lộ trình rất là dài nha các anh chị. Thì tôi nhắc lại, những anh chị nào thực sự nghiêm túc thì các bạn có thể tham gia vào cái khóa học này bằng cách các bạn thanh toán số tiền là 2.450.000. Thì cái nội dung chuyển khoản các bạn điền tên và số điện thoại của các anh chị như ở đây. Ví dụ như là Hiếu, số điện thoại là 0933 123456. Rồi sau đó các bạn xác nhận thông tin vào cái form đăng ký mà team để ở bên dưới cái phần mô tả. Thì khi các bạn đăng ký xong, các bạn chờ thời gian xác nhận, bộ phận support họ kiểm tra và sẽ có hai cái email gửi đến cho các anh chị. Một cái email đầu tiên là các bạn xác nhận đăng ký thành công. Một cái email thứ hai, khi mà bộ phận hỗ trợ họ kiểm tra cái thông tin chuyển khoản của các bạn ok, thì sau đó họ sẽ hướng dẫn các anh chị vào trong lớp học. Thì đây là một cái cộng đồng mà tôi rất là tâm huyết xây dựng bên cạnh cái nhóm đầu tư dài hạn chuyên sâu. Bởi vì chỉ có khi mà đi như vậy thì tôi tin chắc chắn là cái kết quả giao dịch của các bạn nó sẽ khác nha các anh chị. Đó, thì những anh chị nào thực sự nghiêm túc muốn tham gia vào trong này thì các bạn có thể làm theo hướng dẫn ở trên nha các anh chị. Rồi, hẹn gặp lại các anh chị trong khóa học, và cũng hy vọng cái video này giúp ích được cho các anh chị. Thân ái, chào tạm biệt các anh chị.